Moses. Trong khe cho Abbas. Đối mặt Abbas làm gì? Dứt điểm. Tỷ số là 2-0 cho BKM Bình Dương. Pha dứt điểm từ góc hẹp thành công của Abbas sau đường truyền của Moses. Hàng phòng ngự của Hải Phòng rõ ràng ở tình huống vừa rồi đã có phần chủ quan. Trong khe cho Abbas. Đối mặt Abbas làm gì? Dứt điểm. Tỷ số là 2-0 cho BKM Bình Dương. Pha dứt điểm từ góc hẹp thành công của Abbas sau. Thì đội bóng đất thủ đang sức mẻ nghiêm trọng. Ở trận đấu này Abbas đã không thể tiếp tục thi đấu 90 phút và phải rời sân. Công minh kết thúc. Tỷ số là 2-0. Một bàn thắng rất ấn tượng của tiền đạo Lê Công Minh. Và vừa rồi thì tiền đạo của Bình Dương đã có một câu trả lời rất rõ ràng. Bản năng săn bàn của anh vẫn còn. Và khi có cơ hội thì Công Minh không bỏ lỡ. Một động tác ngoặt bóng qua người rất cơ bản, đưa bóng vào thế thuận lợi và cú sút ở cự ly vào góc gần. Sút bóng rất tốt. Tỷ số được mở cho BKM Bình Dương. Cú đá từ xa rất hay của Trịnh Quang Vinh. Đó là bàn thắng thứ tư của Quang Vinh ở mùa giải năm nay. Trịnh Quang Vinh đã tung ra cú đá từ xa quá đẹp. Một pha cất chân trái rất có nét của Trịnh Quang Vinh, cầu thủ trưởng thành từ do đào tạo thể công. Quang Vinh từng là vua vào lưới của giải nhất năm 2007. Dứt điểm. Bàn thắng mở tỷ số thuộc về Anh Đức. Cú đá phạt tuyệt đẹp của Anh Đức đã mang về bàn thắng mở tỷ số dành cho BKM Bình Dương. Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên. Cơ hội đầu tiên của trận đấu này thuộc về Thanh Hóa, nhưng bàn thắng đầu tiên của trận đấu lại gọi tên Anh Đức. Và yếu tố về tâm lý sẽ đóng vai trò rất then chốt để quyết định cục diện của trận đấu này. Quá khó cho Tô Minh Lợi bởi đó là một cú sút hoàn hảo của Anh Đức. Bàn thắng thứ 7 của Anh Đức ở trong mùa giải năm nay. Đường truyền cho Nguyễn Tăng Tuấn. Pha chạm bóng đầu tiên của Tăng Tuấn. Dứt điểm ngay. Rất đẹp mắt. Đó là một tuyệt phẩm của Nguyễn Tăng Tuấn. Tỷ số được nâng lên 3-1 cho BKM Bình Dương. Ngay trong pha chạm bóng đầu tiên, Nguyễn Tăng Tuấn đã có được bàn thắng. Ngay trong pha chạm bóng đầu tiên, Nguyễn Tăng Tuấn đã để lại dấu ấn. Chúng ta xem lại bàn thắng rất đẹp mắt, một tuyệt phẩm của Nguyễn Tăng Tuấn. Nhưng cũng có đôi chút may mắn khi cú dứt điểm của anh đã chạm một cầu thủ bên phía Hải Phòng.